Rồi, chúng ta sẽ đến đối thủ anh. Elo cũng khá cao đấy. Rồi, lối đánh của Manut Kasen. Đưa mã lên để giữ tốt trung tâm. Gì đấy á? Ăn đây thì tốt ăn lên à? Nhập đã. Rồi, đây mình sẽ mang hậu lên, tiếp tục đe dọa vào áp lực vào cánh này. Rồi, mã lên. Cứ phải lên hậu. Đấy á. Lại lên mã. Giờ thì đen sẽ lùi tượng về để đưa mã lên vị trí F5. Ai da, kinh nhỉ, quả móc máy được đấy. Dí xuống. Úi rồi. Hay dậy. Hay dậy. Mình không tính được cái nước đấy. Giờ thì khó rồi. Không ăn. Bẫy tượng. Nhập thành đi. Ấy giờ chắc đấy. Bẫy luôn. Vâng, CTC không hề nào đúng. Vậy là anh đã ăn lại hơn được một tốt rồi. Rất hợp lý. Bây giờ hậu bị ghim. Rồi phòng thủ Karukan của khai cuộc anh, nói chung à của đối thủ anh, nói chung là chưa được sắc bén. Bây giờ anh có thể vòng mã ra đây. Mình sẽ ăn hậu. Mã sẽ ăn hậu, mình sẽ ăn xe, xe ăn sang. Tượng ăn mã, như vậy là mình hơn hơn một một quân, quân nhẹ. Xe sẽ đưa xuống hàng thứ bảy. Mình sẽ chạy mã lên. Xe ăn tốt.
Vâng, anh đang tính như JTC. Vẫn quyết định ăn tốt. Anh tượng ăn đi. Rồi, mình đã hơn một quân nhẹ rồi. Về hậu giữ tốt rồi. Ăn thêm đi. Đuổi mã. Ô, chạy mã mất xe à? Cờ bịp thế nhở, cờ bạc bịp thế nhở. Thế mày ạ. Nhưng mà hôm nay không sao, vẫn cộng 2. Lên đấy đổi hậu té thôi. Chơi luôn nhưng sợ gì. Hay giờ là muốn tốt đi. Lên vua. Bờ lốc lại này. Rồi, mình block lại để tránh cho tốt đuổi mã. Mã sẽ vẫn giữ con tốt này. 54 giây JTC. Vâng. Ván đấu xe tượng. À xin lỗi. Mã tượng chống xe. Lên đấy cũng chẳng làm gì đâu. Rồi, CDC đã trung tâm hóa vua rất nhanh. Lớn sớm mất xe bây giờ. À đây, mất xe rồi ôi. Bảo lừa được nước này mà. Đánh thế. Vào đấy. Không có chiếu chọt gì cả.
Ê. Đánh toàn thua thế nhỉ? Sao mất mốc 2.000 rồi? Đúng là hôm nay không phải ngày đẹp để chơi.